Chủ tịch tỉnh Bình Thuận yêu cầu làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để khu du lịch Mũi Né Hiêu chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, đã xây dựng và hoạt động từ năm 2009 đến nay. Ngày 17 tháng 12, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ký công văn gửi các sở ngành liên quan đến việc khu du lịch Mũi Né Hiêu tại phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết xây dựng và hoạt động trái phép từ năm 2009. Theo đó, khu du lịch Mũi Né Hiêu tại phường Hàm Tiến, Mũi Né của công ty trách nhiệm hữu hạn câu lạc bộ biển Mũi Né chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng đã triển khai xây dựng từ năm 2009, đến nay đã đi vào hoạt động. Ông Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, Ủy ban Nhân dân phường Hàm Tiến làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan trong công tác quản lý nhà nước, thanh kiểm tra đối với khu du lịch Mũi Né Hiêu. Việc đánh giá trách nhiệm phải trung thực, nêu rõ đúng sai trong quá trình xử lý vụ việc và có báo cáo cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 12.